Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và như anh em đang thấy thì hôm nay lại tiếp tục là 8 thành viên của Hero Team mọi người ạ. Chào mọi người đến em ơi. Hey, hello tất cả mọi người nha. Và hôm nay nè anh em ơi, mình lại tiếp tục có thêm một cuộc thi mới trong series Hero cặp đôi đại chiến của chúng ta ngày hôm nay. Và cuộc thi ngày hôm nay á thì sẽ như thế nào đây thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Và trong cuộc thi lần này thì các bạn có thể thấy ở đây mình có xây một cái vòng tròn ở giữa thế này nè, các bạn thấy không? Đấy, ở đây là một cái võ đài để thi đấu với nhau nha. Và mình có để ở bên dưới đây nè các bạn coi nè. Bên dưới ở đây mình có để một cái phần là thời gian, các bạn thấy không? Time á, thời gian á. Và nó sẽ đếm ngược 10 phút nha các bạn nha. Và trong vòng 10 phút đó, khi mình kêu bắt đầu á, trong vòng 10 phút đó, tất cả các thành viên của Hero Team sẽ phải chạy vòng vòng xung quanh đây. Và mọi người sẽ phải sinh tồn nha. À quên, mà tôi quên mất nha, là mọi người không được đào kim cương ở chỗ này nha. Kim cương chỗ này không được đào nha. Cái này là sân thi đấu nha, ông nào đào thì biết tay tôi á. Ok, đào luôn á. Không có được đào, đấy. Thì trong vòng 10 phút thì Hero Team sẽ phải đi sinh tồn. Và sau hết 10 phút đó thì tất cả các thành viên của Hero Team sẽ tập chung về đây. Và mọi người sẽ bắt đầu bốc thăm và thi đấu với nhau anh em ơi. Đã nói là cặp đôi đại chiến thì mỗi đội sẽ có 2 người nha. Và cặp đôi nào là sống sót cuối cùng thì cặp đôi đó sẽ được phần thưởng, đó chính là 3 triệu đồng trong trò chơi lần này. 3 triệu đồng nha. Với 3 triệu đồng thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể đi ăn được mười mấy bữa thịt nướng luôn á mọi người. Rồi tôi mua được mấy chơi game nè, mua được quần áo mới luôn á trời. Xịn nha, xịn nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video và bắt đầu trò chơi hay nào anh em ơi. Let's go. Thì okay. Anh em đã sẵn sàng chưa nào? Yes, let's go. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, bây giờ nè. Bây giờ nè, tôi bấm cái nút chuẩn bị bắt đầu nha. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Tiếp. Rồi, thời gian okay, chạy mọi người. Chạy đi. 10 phút để được. Okay. Sam, đi theo tôi, đi theo tôi. Qua đây. Bên đây nè, bên đây nè. Hồi nãy tôi thấy là ở bên đây nó có một cái ngôi làng. Sam ơi, tôi cá chắc là bên đây sẽ có đồ đó. Qua đây đi. Chắc không, sao biết vậy hả? Thiệt, hồi nãy tôi là người nhìn thấy mà. Hồi nãy bà biết không? Lúc mà vừa vô á, chưa quay á, là tôi đã có đi vòng vòng đây để tôi kiểm tra xung quanh đây rồi. Thì tôi phát hiện ra ở bên đây có một ngôi làng. Đó, thấy không, thấy không? Nhưng mà tôi này có được tính là ăn gian không mọi người? Cái này có được tính là ăn gian không vậy? Là chúng ta biết trước mắt nha. Ơi, cái này không hề ăn gian nha. Tôi chỉ đi vòng vòng, tôi nhìn thôi chứ tôi đâu có chuẩn bị đồ hay là gì đâu. Tôi phát hiện ra tôi vô. Trời ơi. Sam trước nghe bài hả? Sam ơi, Sam. Bài tôi chỉ nhìn đề chứ đâu có đọc bút vào bài đâu. Nhìn qua đề thôi, có nhìn làm bài gì đâu. Ơi. Cái này là tôi thông minh, tôi đi tôi quan sát xung quanh trước phải không? Mọi người không chịu đi, mọi người còn nói gì nữa. Ok. À mà quên nữa, anh em nhớ là phải không được đánh nhau trong lúc 10 phút chưa kết thúc nha. À mà quên mất. Trời ơi, từ nãy giờ tôi quên, tôi không đi chặt gỗ mọi người ơi. Trời ơi trời. Tôi quên. Ừ ha, bây em giờ nè. Thời gian sao? Ủa cái map. Cái map này ngày ngày gì vậy? Từ nãy giờ cái em đi. Ngày hôm nay hình như mọi người là không tắt cái quái vật đúng không? Đúng rồi, tất nhiên là không tắt quái vật rồi. Đói đúng nhanh luôn á, đói đúng nhanh luôn á. Đi chậm thôi, đi chậm chậm thôi Sim ơi, đi chậm chậm thôi đừng có chạy. Đi kiếm đồ ăn Phong ơi, đi kiếm đồ ăn đi Phong ơi, thiết yếu á. Trời ơi, Sam ơi, kiếm đồ ăn làm gì? Ở đây đầy bò nè, không chịu giết. Ủa cái gì kiếm được bò luôn hay vậy? Ủa trời ơi, tính ra trong đây đầy bò. Lấy sạch đi Phong, lấy sạch đi, đồ ăn bây giờ thiết yếu lắm á. Ơi Sam ơi, tính ra tôi đào đống gỗ xong tôi đổi nhầm nó thành mấy cái nút luôn. Trời ơi, ông nội. Ủa để làm gì vậy ta? Trời ơi, tôi không chế tạo đồ, tôi làm cái đồ. Bây giờ đồ ăn rất là hiếm Phong hiểu không? Giết hết đi. Phong ơi, chia cái lò Phong ơi. Từ để tôi làm, tôi sắp chết đói rồi. Đây, có than rồi. Chúng ta cùng nhau chế tạo lò nướng thịt ăn nào. Có thịt nha bạn nha, có thịt nha. Sinh tồn cực hạn mà không có thịt là coi như chết đói. Ơ Sam, bỏ thịt vô đây Sam. Lò nướng nè. Đây. Bà đứng bà canh nha. Bà đứng bà canh nha, coi chừng mấy người kia lại ăn trộm thịt của bọn mình. Ok. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè nha, một tí nữa nếu mà có đánh nhau á thì dùng rìu để đánh nha. À, không, bà dùng kiếm bà đánh cho nhanh, tôi dùng rìu cho. Tôi nghĩ là tôi dùng rìu sẽ tốt hơn. Dịch bị chết bởi skeleton rồi mọi người. Ê, tính ra nha, tính ra là trong đây là chết là mất đồ đấy. Dịch chết có nghĩa là dịch mất hết đồ rồi anh em ơi. Cơ hội thắng, xong luôn. Vậy là chết tôi được hồi xưa đâu.
Được chứ, hồi sinh thoải mái, chừng nào mà bị người đánh, người tí nữa mình thi đấu với nhau thì mới không được hồi sinh thôi. Trong này đồ ăn là vàng là bạc á mọi người, kiếm nhiều đồ ăn lên. Bây giờ mình đang suy nghĩ như thế này đó bạn. Một là mình sẽ đi kiếm thêm đồ, hai là bây giờ mình sẽ quay trở về để chế tạo đồ mọi người ạ. À. Tại vì bây giờ mình cũng được khá sắc rồi. Nếu như bây giờ mình không quay lại á, sớm á thì một tí nữa mình sẽ không đủ thời gian để mình có thể chế tạo đồ cho mình. Cho nên bây giờ mình nghĩ rằng là chắc là mình sẽ phải quay trở về thôi anh em ơi. À. Này Phong ơi, còn 200 Mỹ rồi, 100 rồi kìa. Ok. Ba, trở về mình đi mua, trở về. Đây đang có đồ mà. Ok. Chị đồ ăn cho Phong ơi. Cá nha. Ủa, trời ơi, đồ ăn hơi bị mình sầu. Thấy Mimi kìa bạn ơi, hello Mimi nha. Trời ơi, cũng may cho Mimi là cái trò này là cấm trong lúc sinh tồn là không được giết người á. Thôi từ nãy giờ tôi bầm Mimi ra làm thức ăn rồi. Không là Mimi nãy giờ bị quýnh quá trời luôn rồi. Đúng rồi, Mimi từ nãy giờ bị bầm ra làm đồ ăn luôn rồi. Ơ nhưng mà trời ơi, ông đâu rồi? Tự bình tĩnh nào. Ok. Ok bạn ơi, thì ở đây mình có rất là nhiều da luôn. Mình sẽ chế tạo cho mình giáp mấy bạn ơi. Giáp cũng rất là cần thiết nha bạn nha. Đó, có giáp da đây nè. Có được cái kiếm sắt đầu tiên rồi bạn ơi. Đó, kiếm sắt. Ủa một khoan từ, tính ra là mình đã quýnh bằng kiếm sắt đâu. Hồi nãy mình bảo là mình quýnh bằng rìu mà. Bởi vì ở phiên bản này là rìu nó mạnh hơn sắt hơn kiếm mấy bạn ạ. Ok. Sam đi cho bạn cái kiếm nè. Lấy cái kiếm sắt đi. Tài ơi, thôi bỏ xin đi hả? Ông đâu rồi? Xin cứ, bây giờ xin đi kiếm đồ riêng đi. Trời ơi, con kiếm một cục sắt kìa. Một cục sắt ơi. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ là chúng ta còn 1 phút nha. Chúng ta còn 1 phút nha, 1 phút 30 giây nha. Mọi người ơi, tôi nói mọi người nghe cái này nha. Trong đây nó có một cái luật nha, là mọi người phải chuẩn bị đồ ăn trước. Bởi vì một tí nữa là sau khi mọi người đánh nhau, nếu như mọi người giành chiến thắng, mọi người sẽ thì chắc chắn là mọi người cũng đã bị mất máu rồi. Nếu như mọi người không có đồ ăn thì mọi người sẽ không có thời gian để giải lao và không có thức ăn để hồi máu đâu. Go. Ok. Ok. Đây. Oh my god, bốn mấy giây rồi mọi người ơi, căng quá. 16, 15, ôi rồi. Rồi anh em ơi, chúng ta còn 15 giây cuối cùng nha, 15 giây cuối cùng. Anh em chuẩn bị chế tạo đồ nhanh đi nào, không thôi tí nữa là không kịp đâu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Ok. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, ngừng tay nha, ngừng tay hết nha. Ngừng tay nào. Hey, mọi người ơi, mọi người biết gì không? Mình cứ tưởng rằng là mình đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí lắm rồi. Nhưng ai ngờ đâu, mình chính là kẻ yếu nhất trong đám này mọi người ạ. À. Mọi người hãy nhìn đi, mình chỉ xài giáp da thôi. Còn mấy ông đó, bà đó, này là... Simi. Mấy ông bà này xài đến giáp sắt luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Nhưng mà không sao, một tí nữa nếu như mình giành chiến thắng, mình có thể lấy giáp của kẻ thù để mình mặc vô. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần rút thăm trúng thưởng. Và để xem coi đội nào sẽ là đội đầu tiên đấu với đội nào nha anh em. Thì mình chính là chủ của trò chơi này, cho nên mình sẽ là người rút thăm đầu tiên nha. Rồi, thì anh em đã sẵn sàng coi người nào sẽ là người đầu tiên được chiến đấu chứ nào. Ok, bây giờ tôi chuẩn bị rút thăm nha. 1, 2, 3. Vâng. Ôi, màu vàng. Và chúng ta, người đầu tiên chiến đấu sẽ là team màu vàng. Và team màu vàng sẽ đấu với team màu gì đây? Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Team Zero. Vâng, các bạn ơi. Càng ấy. Và trận đấu này sẽ là trận đấu giữa Siro và team Mr. Dịch nha mọi người nha. Rồi ok, xin mời team Siro, team Mr. Dịch vô. Ôi, trong nhìn mấy mi nè. Vô trong đấu trường. Vô trong đấu trường. Vô trong đấu trường. 2-2, khoan từ. Khoan từ nha, bây giờ mọi người bình tĩnh nha. Tôi đếm 1 2 3 thì mọi người mới bắt đầu chiến đấu với nhau nha. Ok. Hai đội đã sẵn sàng chưa nào? Rồi, ok, sẵn sàng đúng không? Bây giờ thì 1 2 3 bắt đầu. Vâng. Chiến đấu. Và chúng ta cũng luôn. Chúng ta đang thấy là hai đội đang lao vào tấn công nhau một cách rất là kịch liệt mọi người ạ. À. Bên kia thì Camui có vẻ là đang bị đánh. Wow. Camui nằm xuống rồi. Vâng, và team Siro là giành chiến thắng mấy bạn ơi. Em đồ đi Mimi ơi, tôi cho bà đồ nè Mimi ơi. Xin chúc mừng team Siro đã giành được chiến thắng nha. Vâng. Trời ơi, tính ra là team Dịch cũng mạnh lắm mấy bạn ơi, có cung, có giáp đồ luôn. Vâng, Mimi ơi. Nhưng mà vẫn không bằng. Trời ơi là chơi. Ghê vậy. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai đội tiếp theo. Tất nhiên rồi, đó chính là đội của Phong Cận và Kairon nha các bạn nha. Đây, để mình tắm luôn nè. Đây, Kairon nè. Và sẽ đấu với đội của Phong Cận. Rồi, ok. Ok, vô Sim ơi. Trời ơi, vô võ đài nào. Ok, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cho Sam. Bà yên tâm. Trời ơi. Rồi, ok. Ăn đồ ăn đi.
Cay à? Ăn mặn mà. Cay à? Vậy vậy. Chúng ta là hai thanh niên nam nhi đại trượng phu, chúng ta không quấn con gái, cho nên là tôi với ông solo nhau nha. Rồi. Ok luôn. Rồi. Rồi. Okay luôn. Tim là còn chết hơn đó trời. Men. Hồi nãy hai tụi mình sẽ nhào vô luôn hay sao? Hay là để hai bạn solo thôi. Hai bạn cứ nhào vô đánh nhau thôi. Hả? Okay. Cái trò này là người nào chết rồi là không được vào sàn đấu đúng không? Là ví dụ như mà một team mà còn một người là 1-2 luôn hả? Không. Không phải, không phải. À đúng rồi, một team mà còn một người thì 1-2 luôn. Ui căng à, căng à. Ok. Rồi nha, chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu. Ok. Và bây giờ thì Simmy với lại Sammy đang đánh nhau. Ok. Xong hai người này đang đánh nhau mà tôi với ông đứng nhìn nhau là sao? Hả? Kairon nè, Kairon nè. Kairon nè, Kairon. Cái ui. Không ơi, không ơi, không ơi. Hay quá Sammy. No. Kairon. Sam. Trời ơi. Ok. No, Sammy của tôi. Trời ơi, Sammy của tôi. Không ơi, dám nè, không ơi. Dám này, dám này, dám này. Anh lỡ lầm cái em này. Ok. Vòng chung kết đi, vòng chung kết đi mọi người. Không sao, không sao. Mình vẫn lấy được bộ giáp các bạn. Ê Mimi, số xuống lụm đồ của người ta Mimi. Bước đầu ra Mimi, bước đầu ra đừng lụm đồ đi. Ê ê, mọi người ơi, tính ra là tính ra tôi chơi chung với bà Mimi rất là nhiều luôn á. Tôi thấy bà Mimi bả hơi bị bựa mọi người. Người ta thi đấu người ta lụm đồ, người ta rơi đồ, người ta không lụm thôi, bả tiện bà nhào với bả lụm của người ta chứ đúng rồi á. Trời ơi, cái con gà. Trời ơi. Có ai dùng từ là cái con gà không mọi người? Cái con gà. Trời ơi là trời thiệt luôn á trời. Rồi ok. Rồi ok các bạn ơi. Thì tiếp tục sẽ là trận đấu giữa team của mình và team của Siro nha mọi người nha. Nhưng mà đang hơi có một số vấn đề mọi người ạ. Đó chính là hiện tại bây giờ mình chỉ còn có một người thôi. Còn team Siro thì còn đến tận hai người. Trời, tính ra bà có táo vàng luôn ba. Bà có táo vàng luôn ba ơi. Ủa khoan. Team này đi mai đỉnh liệt. Nếu ủa? Vậy là Mimi là vũ khí bí mật của Siro ấy. Tại trời sao ơi. Tại sao Mimi lại có táo vàng? Có phải Mimi chơi gian lận đúng không? Đúng không? Không phải hả? Như nãy bà vô bà lấy trong cái làng của mày á không? Làng á. À, trong ngôi làng hả? Ok, rồi rồi, ok, không sao. Rồi bây giờ đứng vô nè, tôi cần hai luôn, tôi không sợ gì hết. Ok. Ok bạn ơi, không biết mình có được 3 triệu hay không đây, mình đang hơi run đây nè. Rồi ok, chuẩn bị nha. Ơi. Trời ơi, chết rồi, hai người đó đang full giáp mấy bạn ạ. À. Còn mình thì bây giờ mình còn chưa đủ full giáp nữa. Bây giờ là muốn chơi thế nào bây giờ Rô? Bây giờ là chơi theo kiểu là 1-1 trước hay là 1-2 đây? Chơi 1-1 trước đi, Mimi vô luôn đi. Chơi đi luôn. Rồi ok, vậy giờ cho Mimi vô đấu với em trước đúng không? Rồi ok, anh cái này là anh nói nha. Ok, Mimi với nhau okay. Vô. Ơi chuẩn bị nè. Cho anh em đếm luôn á, bạn nào á đếm giùm tôi. Ok, để tôi. Đây. Để tôi ra giữa tôi đứng tôi lắc mông đấy. Rồi. Ok. Chuẩn bị 1 2 3 đừng ngỡ đứt tôi. Hey. Mimi nè. Cái gì vậy? Em tính chơi. Em tính chơi chiến thuật chọi gì ta chọi trứng gà. Ok, này thì Mimi này. Này Mimi. Ủa, Mimi. Ôi, tính ra bà có khiên. Ôi, này tính ra bà có khiên rồi bà không biết dùng khiên luôn á ba. Ui. Dùng khiên Mimi ơi, dùng khiên Mimi. Dùng khiên Mimi ơi. Cái khiên, dùng khiên, dùng khiên, dùng khiên. Nó không biết là đối thủ chạy đâu nữa trời. Hình như là cái khiên trong đây. Ôi 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 bà Mimi này bà ngáo bạn ơi. Ui, hình như là cái khiên trong đây nó cần thời gian để sử dụng á. À ăn táo vàng. Tại vì do cái điều, tại vì do cái điều. À do cái điều hả? Ờ cái điều giặt vô khiên là cái khiên nó sẽ bị đỡ không tác dụng. Ăn táo vàng hả Mimi? Mimi mới ăn táo vàng. Hồi máu hả Mimi? Ôi chết rồi bạn ơi. Máu của mình hiện tại. Ôi vẫn còn full chứ còn full sao? Ôi trời. Ôi. Ôi mà Mimi chạy à? Mimi không đánh phong, đánh phong. Tôi đang muốn đánh đây nhưng mà từ từ. Mimi ơi. Mimi ơi. Tôi đang muốn đánh đây. Ok bạn ơi, còn cái nịch, đúng còn cái nịch luôn. Ok rồi, từ lấy đôi giày đã, có đôi giày mang rồi. Ok, ủa khoan, hình như còn ai nữa đúng không? Còn Siro đúng không? Còn anh. Ok, Siro mới mệt. Ôi từ, hồi nãy Mimi có đôi táo vàng không ta? Mình có lượm được táo vàng không vậy? Còn ăn hết rồi, bà có đúng 3 trái, bà ăn hết 3 trái luôn. Rồi, bà ăn hết táo vàng rồi bạn ơi, mình không có táo vàng. Chứ mình tưởng là mình có táo vàng thì may ra mình còn thắng được trận này. Trời ơi trời, hôm sao? Rô à, sẵn sàng chưa? Vô. Hồi nãy bà Mimi với bạn bà còn ngáo thì mình còn tự tin chứ giờ đấu với Rô mình hơi rén các bạn ơi. Ok, chuẩn bị nha. 3 2 1 vô. Siro. Ui. Siro. Ôi trời ơi, xong. Cái khiên của mình bị vỡ, Rồi, Rô ơi, Ai, đừng đánh em. Ôi tính ra mới vụ mấy câu tin thiệt rồi. Siro. Ui, đỡ. Siro nè. Ôi. Đang chơi chiến thuật dùng khiên đỡ hả Rô? Này thì Rô á. Này thì Siro á. Cái này người ta gọi là chiến thuật dùng khiên đỡ hiểu không? Này thì Siro. Không sao, mất có 2 team mà không sao bạn ơi.
Siro nè, Siro nè. Ê, mình nói cho bạn biết nha, ở trong phiên bản này á, nó hay, ở chỗ bạn là khi chúng ta nhào vô tấn công nhau á, mà chúng ta sử dụng cái động tác nhảy lên đó bạn, thì chúng ta có thể sẽ gọi là đam sẽ to hơn các bạn ạ. Ấy. Mà khoan, từ nãy giờ ông rô, hình như ông mới ăn táo vàng đúng không ta? Mềm. Táo vàng nè. Rồi xong. Vàng thật thôi, tôi không có táo vàng, tôi không có táo vàng, tôi không ăn, mong ơi. Rồi xong, hai ông đang me nhau. Ui. Nè, chết rồi bạn. À, bây giờ mình phải dùng khiên để mình đỡ bạn ơi, trong thời gian mình tranh thủ hồi máu. Ok, rồi làm sao sao? Máu mình hồi được tí rồi, Ấy da, ơi. Siro. Sao căng thẳng quá vậy? Trời ơi là chơi. Căng chơi. Hơi mệt nha. Hiện tại bây giờ mình chỉ còn có 2 team thôi bạn ơi. Mình phải sử dụng không còn cái địch. Còn cái địch cái gì ta tư? Mình phải sử dụng khiên để mình đỡ bạn ơi. Ok, này Siro nhào vô, con nhào vô, quýnh trúng khiên lẹn quýnh anh đấy. Ui, con nhào vô. Dùng khiên đỡ bạn ơi, bỏ cái khiên là chết. Trời, dùng khiên. Siro nè. Siro nè. Siro nè. Ôi trời ơi các bạn ơi, căng thẳng quá. Trời ơi, bây giờ hiện tại giờ mình chỉ bị mất có một ít máu thôi, nhưng mà mình không biết ông Rô ổng còn bao nhiêu máu mọi người ạ. Ui, rồi hụt nữa thôi. Trời ơi trời. Khoan từ, mình có đồ ăn không? Đây có đồ ăn đây. Phải ăn đồ ăn vô Phong ơi. Phong ơi, bình tĩnh. Đang bình tĩnh. Ui, đỡ. Siro này. Ui, này quýnh vào khiên đi anh. Quýnh vào khiên đi anh. Chết rồi, mình cũng quýnh vào khiên của ổng rồi các bạn ơi. Trời ơi. Ôi Rô, sao nhùng quá vậy anh? Lao vào đi, sao nhùng quá vậy? Ui. Đó, trời ơi. Ui. Sao mà cái trận này mình để ý là hình như là chỉ cần ổng giơ cái khiên ra là mình sẽ bị quýnh trúng vào khiên hay sao á. Ủa sao? Đúng rồi. Sao mà bổ vậy đâu? Khiên là trúng cái khiên rồi. Từ nãy tôi bổ vô cái đầu ổng không được mọi người ạ. À. Mặc dù là ổng cái khiên ổng cầm bên tay nha, tôi bổ vô không vô được. À, trời. Gì kỳ vậy ta? Siro. Ui. Bây giờ chỉ còn có chiến thuật. Bây giờ chỉ còn có một chiến thuật duy nhất, cái chính là luồn ở đằng sau ổng để tấn công thôi các bạn ơi. Ok, từ nha. Hey. Ê, Siro nè. Ông này ổng nhanh quá bạn, mình không luồn ra sao được. Nhưng mà không sao, cũng quýnh được ổng cái rồi. Ê, Siro. Ui giời ơi. Siro. Rồi, quýnh được thêm cái rồi, quýnh được thêm cái rồi. Không chăng thịt hồi máu, ăn thịt. Ui. Ui, cái điều này nó hồi lâu quá bạn ơi. Ăn thịt hết rồi. Ok bạn ơi, và trong tập này thì mình đã là người giành được chiến thắng mọi người ạ. Và phần thưởng của mình đó chính là 3 triệu đồng. Yeah. Ok bạn ơi, các bạn biết tiền này ở đâu ra không? Thật ra đây chính là tiền thưởng của gọi sao ta, của Hero Team á mọi người. Mỗi tháng thì Hero Team sẽ có tiền thưởng và mình tạo ra cuộc thi này và cuối cùng mình là người được giành hết tất cả tiền thưởng này luôn, và tiền thưởng này thuộc về mình mọi người ạ. Ok bạn ơi, và với 3 triệu này mấy bạn muốn là mình sẽ quay một cái video mua quà tặng cho Sam các bạn, bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Đây, 3 triệu. Ok. Và mấy bạn à, nếu như các bạn muốn thì sắp tới Phong sẽ làm thêm những cái video, tạo thêm những cuộc thi dành cho mấy bạn fan với những cái phần thưởng là sẽ là 1 triệu nè, 2 triệu và 3 triệu nha. Cũng sẽ là những cuộc thi có phần thưởng tiền dành cho mấy bạn fan luôn nha. Nếu các bạn muốn, bạn nhớ bình luận lại thì mình sẽ tạo cuộc thi dành cho fan nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Còn bây giờ thì mình phải ngồi suy nghĩ làm sao để tiêu hết được 3 triệu của Hero Team cho mình đây. Trời ơi.